Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung liên quan tới tình hình chính trị Trung Quốc. Như quý vị đã biết, cuộc bình biến bất ngờ của lực lượng Wagner do Prigozhin, một cái nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Putin, ngày 24 tháng 6 làm cái sự kiện chấn động chính trường Nga. Theo giới phân tích, cuộc bình biến của Prigozhin đối với Putin đã khiến cho ban lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hết sức lo lắng. Thậm chí các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị sốc. Đó là lý do theo giới phân tích cho rằng nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có một cái khả năng tới đây sẽ có một cái đợt thanh trừng mới trong đảng. Và được biết, cuộc thanh lọc hiện tại đối với các cái doanh nghiệp nhà nước lớn và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tiến hành sâu rộng, và có khả năng cải cách cơ cấu trong Quốc vụ viện sẽ xuất hiện, rồi kể cả lãnh đạo của Văn phòng Trung ương, hệ thống quân đội, công an, an ninh quốc gia, kể cả những cái tổ chức quản lý các cái lãnh thổ Hồng Kông, Macau sẽ nằm trong vòng xoáy anh tạo. Theo giới phân tích cho rằng sau khi nhà lãnh đạo Liên Xô ông Khrushchev phủ nhận Stalin vào những cái năm 50-60 thế kỷ trước, và lập tức ở Bắc Kinh ông Mao Trạch Đông lo lắng và cho một cái chiến dịch thanh trừng loại bỏ những cái nhân vật được cho là kế nhiệm, kể cả những cái chiến hữu thân cận nhất của Mao Trạch Đông, mà Lâm Biêu là một cái ví dụ. Theo giới phân tích, sự kiện Prigozhin nổi loạn ở nước Nga, và điều đó có lẽ khiến ông Tập Cận Bình sẽ lo lắng hơn. Và một cái câu hỏi đặt ra trong các thần tín của ông Tập Cận Bình, ai sẽ làm có khả năng một cái nhân vật Prigozhin của Trung Quốc? Theo giới phân tích, tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tái đắc cử và lập tức các cái nhân vật như ông Vương Hồng Ninh, ông Triệu Lạc Tế tiếp tục giữ vai trò Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, và các nhân vật như Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy trở thành các cái tân Ủy viên Thường vụ của Bộ Chính trị. Và cả bốn nhân vật vừa kể đều là những nhân vật cực kỳ thân tín của ông Tập Cận Bình. Trong số đó phải kể tới ông Triệu Lạc Tế và ông Vương Hồng Ninh là những cái lãnh đạo phụ trách Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc. Và những cái tổ chức vừa kể thường được gọi là các chức vụ lãnh đạo nhàn rỗi, không có thực quyền. Theo giới phân tích, nên đó là lý do tại sao Triệu Lạc Tế, ông Vương Hồng Ninh khó có thể phát động một cái cuộc bình biến giống như Prigozhin. Ngoài ra, bên cạnh những nhân vật vừa kể là những cái người do ông Tập Cận Bình cài cắm để đối trọng và giám sát trên danh nghĩa Thủ tướng Trung Quốc hiện nay, đó là ông Lý Cường, là một cái nhân vật số 2 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, song quyền quyết sách của Quốc vụ viện không nằm trong tay ông Lý Cường. Khi ông Tập Cận Bình đi thị sát ở Hà Bắc, có những thông tin cho rằng bất kỳ lúc nào ông Tập Cận Bình có thể gọi điện cho Lý Cường và yêu cầu phải đi cùng. Một cái điều đáng kể đó là Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thậm chí không có chuyên cơ riêng. Đó là những cái bằng chứng cho thấy trong các chuyến công du châu Âu gần đây. Trên thực tế, ông Lý Cường mang danh làm cái người giữ vị trí một cái nhân vật số 2, nhưng rõ ràng thực tế không phải như vậy. Đó là lý do theo giới phân tích, ông Lý Cường khó có thể nuôi dưỡng thế lực của ông ta trong chính phủ. Song ông Tập Cận Bình vẫn chưa yên tâm với ông Lý Cường, đã nhiều lần hạ thấp vị trí của Lý Cường. Ví dụ như mới đây, ông Tập Cận Bình đã đưa Đinh Tiết Tường lên làm Phó Thủ tướng thứ nhất. Theo giới phân tích, ở một cái mức độ nhất định, Đinh Tiết Tường đã hình thành một cái thế kiểm soát và đối trọng với Thủ tướng Lý Cường, thậm chí có phần nào như một người giám sát Thủ tướng. Quyền Đinh Tiết Tường được đề bạt vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng lại thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó cho thấy ông Tập Cận Bình đã chuẩn bị một cái thế cải răng lược, làm cho Đinh Tiết Tường mất đi thực quyền và chỉ có thể dưới quyền của Thủ tướng Lý Cường trong chính phủ mà thôi. Xét về độ tuổi, ông Đinh Tiết Tường phù hợp với những đặc điểm của người kế nhiệm cho ông Tập Cận Bình trong tương lai, nhưng cũng có thể vì thế mà Đinh Tiết Tường bị thăng giáng chức lên xuống thất thường, và nếu Đinh Tiết Tường tiếp tục nắm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương, thì Đinh Tiết Tường có cơ hội tổ chức một cái quân đội riêng của ông ta, và Đinh Tiết Tường có điều kiện phát động một cái cuộc đảo chính ở trong đảng làm cái điều có thể. Đó là lý do không loại trừ một cái khả năng ông Tập Cận Bình sẽ điều chuyển Đinh Tiết Tường khỏi văn phòng Trung ương để tránh những cái nguy cơ tiềm mật trong tương lai, làm cái điều dễ hiểu. Trong đó, chức danh Chánh Văn phòng Trung ương đã được chuyển cho ông Thái Kỳ. Ông Thái Kỳ còn đồng thời giữ chức vụ liên quan tới công tác tuyên truyền và tư tưởng. Ông Thái Kỳ còn giữ thêm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách sâu rộng và toàn diện, Ủy viên Ban Tài chính Kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo giới phân tích trên thực tế, ông Thái Kỳ mới là nhân vật số 2 đứng sau ông Tập Cận Bình trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trong số các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, ông Thái Kỳ làm cái kẻ có nhiều điều kiện có thể trở thành một cái nhân vật Prigozhin ở Nga. Vì thế, ông Thái Kỳ có thể có quyền điều động Cục Cảnh vệ Trung ương, kiểm soát các cơ quan tuyên truyền, và nếu phát động bình biến thì Thái Kỳ có thể khống chế Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, thậm chí toàn bộ Bộ Chính trị, và có thể ngay lập tức Thái Kỳ sử dụng hệ thống tuyên truyền để tuyên bố tiếp quản quyền lực từ ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành làm trong sạch Văn phòng Trung ương và Cục Cảnh vệ Trung ương. Lãnh đạo Văn phòng Trung ương được thay đổi theo quy định 5 năm một lần. Ba người gần nhất lần lượt ra đi, đó là các ông Lật Chiến Thư, Đinh Tiết Tường và Thái Kỳ. Theo giới phân tích, ông Tập Cận Bình có lẽ cũng lo lắng về việc ai đó sẽ kiểm soát Cục Cảnh vệ Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gây ra những cái điều bất lợi cho cá nhân ông Tập. Cục Cảnh vệ Trung ương được cho là trực tiếp nằm dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Đó là lý do nếu ông Thái Kỳ phát động đảo chính, nó chỉ là một cái hình ảnh phù dung, sớm nở tối tàn, vì Thái Kỳ không nắm quyền kiểm soát quân đội. Ông Tập Cận Bình có vẻ yên tâm về ông Thái Kỳ nhất, nhưng vẫn không để Thái Kỳ có quyền nhúng tay vào quân đội. Một cái nhân vật liên quan tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đó là ông Lý Hy, và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi nhân sự lãnh đạo cấp cao ở mọi cấp. Nó có thể có quyền tùy ý bắt giữ người theo ý muốn của lãnh đạo, nhưng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay thiếu lực lượng vũ trang. Ủy ban này không thể ngang hàng với Cục Cảnh vệ Trung ương, và điều đó rất khó để ông Lý Hy có thể gây sóng gió. Cùng lắm chỉ có thể cung cấp các thông tin mật báo, bắn tin tạo nên hỗn loạn mà thôi. Theo giới phân tích quốc tế cho rằng, câu chuyện quân đội Trung Quốc xuất hiện một cái tướng lĩnh như Prigozhin ở nước Nga trong những ngày vừa qua là cái điều rất khó. Theo đó, vào tháng 3 năm 2023, Thượng tướng Lưu Á Châu, một cái lãnh đạo quân đội Trung Quốc nghỉ hưu, đã bị điều tra. Trong khi đó, nội bộ quân đội Trung Quốc đã ra các thông báo yêu cầu loại bỏ các cái thông tin có hại mà Thượng tướng Lưu Á Châu phát tán. Được biết, Thượng tướng Lưu Á Châu đã nghỉ hưu từ năm 2017 và là một cái nhân vật được cho là có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội Trung Quốc hiện nay. Nhưng quân đội Trung Quốc, ông Lưu Á Châu hiện nay không có chức vị, càng không có quyền bính, và ông Lưu Á Châu không có khả năng có thể phát động một cái cuộc bình biến kiểu Prigozhin. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn cương quyết không tha cho Lưu Á Châu. Ông Tập Cận Bình từ lâu đã đề phòng những nhân vật có nguy cơ nổi loạn như Prigozhin ở trong quân đội Trung Quốc, khi chế độ này cát cứ vũ trang ở Giang Tây. Trong lịch sử, Mao Trạch Đông đã đề xuất xây dựng một cái hình thức chi bộ đảng trong từng đại đội. Cụ thể, ủy viên chính trị các cấp cho đến các chính trị viên của đại đội có chức vụ ngang hàng với người đứng đầu quân đội, tức đại đội trưởng, và một trong những nhiệm vụ chính là giám sát đại đội trưởng và cấp dưới nhằm ngăn chặn bình biến trong quân đội ở cấp đại đội. Và quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc có một hệ thống chân rết khổng lồ tiếp tục sử dụng cho tới ngày nay. Đó là lý do tại sao quân đội Trung Quốc không bao giờ có những cái cuộc đảo chính mang tính thực sự. Câu chuyện Lâm Lập Quả, con trai của nguyên soái Lâm Biêu, một cái người từng có kế hoạch ám sát Mao Trạch Đông, nhưng Mao Trạch Đông đã biết trước và cuối cùng dẫn tới câu chuyện đào tẩu của một cái nhân vật thân cận của Chủ tịch Mao, đó là ông Lâm Biêu. Nhưng tới nay cuộc đào tẩu của Lâm Biêu vẫn còn làm cái sự bí ẩn khi chiếc máy bay nổ tung ở khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc. Theo giới phân tích, các nhà lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh hiện nay, họ muốn nắm chắc quyền lực quân sự. Họ cần sức mạnh quân sự để củng cố quyền lực cho cá nhân, đồng thời ngăn chặn những cái khả năng bị quân đội đe dọa. Thậm chí khi đã nghỉ hưu, họ cũng không chịu buông tay. Ví dụ như câu chuyện sau khi ông Mao Trạch Đông qua đời, ông Đặng Tiểu Bình trở lại, giòn nắm được quyền bính của quân đội, mà Đặng Tiểu Bình có thể lật đổ Hoa Quốc Phòng, một cái người kế vị Mao Trạch Đông đã được Mao chỉ định, và bản thân Đặng Tiểu Bình không phải là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hay Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Nhưng vì Đặng Tiểu Bình nắm giữ quân đội, nên Đặng Tiểu Bình tự xưng là nòng cốt tập thể lãnh đạo thế hệ thứ hai sau Mao Trạch Đông. Sau sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, Đặng Tiểu Bình khi đó được biết đã rời nhiệm sở nhưng vẫn làm cái người nắm quyền kiểm soát quân đội Trung Quốc, dù Đặng Tiểu Bình trong cái vai trò một đảng viên bình thường mà thôi. Đó là lý do người kế nhiệm Đặng là Giang Trạch Dân không dám có những hành động hỗn xược với ông Đặng Tiểu Bình. Tới khi Đặng Tiểu Bình qua đời, khi đó Giang Trạch Dân mới dám dung túng cho sự tham nhũng, sự hủ bại trong quân đội Trung Quốc. Giang Trạch Dân là kẻ đầu tiêu lập bè kết phái trong quân đội Trung Quốc, và sau khi rời chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân cũng học tập Đặng Tiểu Bình. Giang Trạch Dân đã cùng các cái tướng lĩnh trong quân đội gây áp lực lên Hồ Cẩm Đào để bản thân có thể tại vị trong cương vị Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm 2 năm. Sau đó Giang Trạch Dân lại thông qua hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đó là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, để tiếp tục chiếm thực quyền của Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào thực ra trong suốt quá trình giữ chức vụ Thủ tướng chưa từng nắm quyền điều hành quân đội. Trong suốt 10 năm làm Tổng Bí thư cũng vậy. Thậm chí Hồ Cẩm Đào 2 lần đã bị ám sát hụt. Những cái điều vừa kể có thể coi đó là một cái kiểu bình biến trong phạm vi nhỏ của nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã phát động một cái cuộc thanh trừng và cải tổ quân đội trên một cái quy mô lớn, nhất là sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hà Vệ Đồng, cựu Phó Tư lệnh Tập đoàn quân số 31, trở thành Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương do Tập đoàn quân 31, đóng quân ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Trong cái thời gian dài, Hà Vệ Đồng đã lập được một mối giao hảo với ông Tập Cận Bình. Khi Tập Cận Bình làm Bí thư Phúc Kiến và các tướng lĩnh của Tập đoàn quân sự 31 thường xuyên được Tập Cận Bình quan tâm cho thăng chức nhanh chóng. Bên cạnh đó, Tập Cận Bình đã đề bạt những cái người trước đây từng bị chèn ép dưới thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đó là các cái tướng lĩnh không được trọng dụng, và thông qua hành động vừa kể, Tập Cận Bình có thể nắm chắc quyền lực trong quân đội. Trong khi đó, hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hiện nay đều là những cái nhân vật thân tín với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó một người được giao phụ trách liên quan tới vấn đề quân đội, một người được giao nhiệm vụ phụ trách công tác chính trị. Tuy nhiên, hai nhân vật thân tín vừa kể có trách nhiệm giám sát lẫn nhau và báo cáo trực tiếp cho ông Tập Cận Bình. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn đưa ra các cái quyết định bãi bỏ các cái quân khu trước kia và buộc cải tổ quân đội Trung Quốc thành 5 quân khu lớn, đó là chiến khu Đông Nam Bộ, chiến khu Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo giới phân tích về lý thuyết, Tổng tư lệnh các chiến khu này có quyền quản lý trên một cái phạm vi rộng lớn hơn, nhưng trên thực tế họ chỉ nắm cái quyền chỉ huy trong thời chiến mà thôi. Thời bình, các cái quân chủng vẫn do Bộ Tư lệnh Binh chủng thuộc Quân ủy Trung ương trực tiếp quản lý, và trước kia các cái quân khu thường xuất hiện các cái hiện tượng có biểu hiện cắt cứ, nhưng này tình trạng đó đã bị triệt hạ tận gốc, binh quyền tập trung về trung ương. Ví dụ như lực lượng tên lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc không do quân khu quản lý và chịu sự sắp đặt trực tiếp, và lực lượng này có thể ngăn cản các cái quân khu ra lệnh bắn tên lửa tấn công về Bắc Kinh. Vào cuộc cải cách quân đội, hệ thống chỉ huy quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo giới phân tích, nó có vẻ giống như cơ cấu hệ thống quân sự của Hoa Kỳ, nhưng hiệu quả chiến đấu thực tế thì thấp hơn trước có rất nhiều. Song bù lại, người ta có thể ngăn chặn binh biến hiệu quả hơn. Đó là một cái điều Tập Cận Bình cần phải đề phòng nhất, lẽ là câu chuyện binh biến ở quân khu vệ thủ Bắc Kinh. Một cái quân khu cấp tỉnh đóng quân tại Bắc Kinh. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền tư lệnh quân khu vệ thủ Bắc Kinh, chính thức tư lệnh quân khu vệ thủ Bắc Kinh đã liên tiếp bị đổi tới 3 lần, và sau cuộc bình biến của lực lượng Wagner ở nước Nga vừa qua, quân đội của Trung Quốc có khả năng phải đối mặt với một cái cuộc thanh trừng mới nhằm loại bỏ toàn bộ những cái nhân vật có biểu hiện như Prigozhin, một cái vấn đề mà giới phân tích cho rằng nguy cơ rủi ro cao trong hệ thống chính trị Trung Quốc rất có thể xuất phát từ hệ thống công an và an ninh. Vào năm 2022, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân và đồng bọn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đình chỉ. Chính quyền tuyên bố rằng nhóm này có dã tâm bành trướng và âm mưu ám sát các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lý do ngay sau khi tại vị 10 năm, ông Tập Cận Bình đưa một cái nhân vật thân tín, đó là Vương Tiểu Hồng, lên vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Và những cái điều vừa kể cho thấy hệ thống công an làm cái vấn đề ông Tập khó thành lọc hơn quân đội. Trong khi đó, cựu bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc ông Chu Vĩnh Khang, một cái nhân vật từng huy động cảnh sát vũ trang làm đảo chính trá hình. Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, lập tức ra lệnh đặt cảnh sát vũ trang dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng, tức của quân đội. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình vẫn nhìn nhận rằng hệ thống công an Trung Quốc vẫn có những cái thế lực lớn và cỗ máy mà Bắc Kinh dùng để đối phó với người dân thường Trung Quốc. Nó có thể trở thành một cái công cụ đấu tranh nội bộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bất kỳ lúc nào. Song ông Tập Cận Bình đã đưa ra những cái quyết định khiến cho các cái quan chức khắp nơi trong đảng, họ không thể nhúng tay vào việc quản lý quân đội, nhưng họ có thể chi phối hệ thống công an ở các địa phương. Khi ông Bạc Hy Lai còn làm bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã đưa cái nhân vật Vương Lập Quân đến Trùng Khánh làm giám đốc công an. Khi đó hệ thống công an Trùng Khánh thực sự trở thành một cái lực lượng vũ trang riêng của Bạc Hy Lai. Theo giới phân tích, đó là lý do không có những cái mâu thuẫn nội bộ, thì Bạc Hy Lai khó có thể bị khởi tố, bắt giam. Vương Lập Quân ban đầu tuyên bố trung thành với Bạc Hy Lai, nhưng sau đó lập tức chống lại Bạc Hy Lai, và điều đó nó cho thấy cái gọi là sự trung thành trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hầu như không tồn tại. Và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc hiện nay đó là ông Vương Tiểu Hồng, một cái nhân vật được khẳng định là rất trung thành với Tập Cận Bình. Nhưng sau sự kiện Prigozhin ở Nga, mọi nhân vật trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đều trở thành những cái đối tượng bị đề phòng một cách nghiêm ngặt hơn. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc sẽ kết hợp với cơ quan tình báo bên ngoài và lực lượng phản gián bên trong. Nó tương đương với một sự kết hợp giữa cơ quan điều tra FBI và cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ. Và Bộ trưởng mới lên của bộ này, ông Trần Nhất Tân, được coi là một nhân vật thân tín của Tập Cận Bình, và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc là một cái công cụ chuyên dùng cho xử lý vấn đề đấu đá nội bộ. Và cả hai ông Vương Tiểu Hồng và Trần Nhất Tân đều không có những cái vị trí bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Hai ông không được vào Bộ Chính trị, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có những cái tham vọng vừa kể. Ông Trần Văn Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc, hiện nay được thăng chức bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị. Mặc dù Trần Văn Thanh có thể tổ chức các cái cuộc họp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, nhưng khả năng ông Vương Tiểu Hồng và ông Trần Nhất Tân sẽ nghe lệnh trực tiếp từ ông Tập Cận Bình chứ không chấp nhận lệnh từ Trần Văn Thanh. Ông Vương Tiểu Hồng không phải là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại là thư ký của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên về cơ bản ông Vương Tiểu Hồng sẽ luôn luôn có mặt khi Bộ Chính trị họp. Ba nhân vật vừa kể có nhiều khả năng ở trong cái mối quan hệ chịu sự giám sát, chế ước và đối trọng lẫn nhau. Theo giới phân tích trong Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và hệ thống công an của các tỉnh thành phố hiện nay ở Trung Quốc cũng có thể xuất hiện các nhân vật Prigozhin hay những người nhận lệnh từ Prigozhin và có thể tạo ra những cái mối đe dọa cho các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc hiện tại. Đó là lý do ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục dọn dẹp hai cơ quan vừa kể. Đó là những cái cơ quan có thể tạo ra những cái xáo trộn lớn trong chính trường Trung Quốc. Ngoài ra, sự rủi ro trong hệ thống chính trị ở Hồng Kông và Macau vẫn có nguy cơ tạo ra rủi ro, song vẫn chưa được loại bỏ. Và trên thực tế, câu chuyện của Hồng Kông và Macau đã xảy ra. Đó là câu chuyện ngày 30 tháng 6 năm 2022 khi ông Tập Cận Bình tới Hồng Kông tham gia hoạt động mừng ngày Hồng Kông được trao trả. Song đêm hôm đó, ông Tập Cận Bình không dám ở lại Hồng Kông và luôn luôn có Vương Tiểu Hồng tháp tùng. Những cái điều vừa kể theo giới phân tích nó cho thấy đội ngũ giúp việc của ông Tập Cận Bình vẫn chưa bình định được các cái thế lực phức tạp ở Hồng Kông và Macau, và đó là lý do họ vẫn lo lắng cho sự an toàn của ông Tập trong chuyến thăm Hồng Kông. Theo giới phân tích cho tới nay, họ không rõ lực lượng ngầm tại Hồng Kông, họ tuần lệnh từ ai và họ có thể gây ra những cái cơn bão lớn cỡ nào. Họ có thể không quay trở lại Trung Quốc hay tới Bắc Kinh để gây rối, nhưng dường như vẫn có thể có những cái rủi ro rất lớn khi các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả ông Tập Cận Bình, tới thăm Hồng Kông, bởi vì các thế lực chính trị ở Hồng Kông và Macau nó vẫn có khả năng tạo ra một cái sự kiện Prigozhin tương tự như ở nước Nga. Đó là điều ông Tập Cận Bình phải hết sức cẩn thận. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.